Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập phần mềm để học cái phần 2, đó là phần Sound to Word Mapping. Thì cái cửa sổ phần mềm của phần 2 này nó như thế này. Thì chúng ta thấy có cái cửa sổ Welcome to Spell. Thì các bạn sẽ chọn nút Start ở đây để bắt đầu. Antarctica. Sau khi mình chọn nút Start ở đây thì chúng ta cố gắng hiệu chỉnh một chút là phần Answer With thì chúng ta sẽ chọn là English trong trường hợp này. Audio thì chúng ta vẫn chọn là Tired. On. Phần tốc độ của audio thì mình vẫn chọn là Normal, mình không cần phải chọn Slow bởi vì khi chúng ta nghe từng từ một thì nó cũng dễ. Thì sau đó thì chúng ta ấn vào nút dấu cộng này để chúng ta bắt đầu học. Thì ở đây chúng ta sẽ, đầu tiên thì nếu các bạn cần thì các bạn sẽ nghe, các bạn nhìn ở phiên âm ở dưới này, các bạn nhìn tính từ ở đây, các bạn nhìn nghĩa tiếng Việt ở đây. Thì bây giờ mình sẽ phải đoán xem cái từ tiếng Anh là gì và mình sẽ đánh máy vào đây. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn bấm vào cái nút loa này để nghe họ phát âm. Tired. Thì họ nói là tired. Thì giả sử như là nếu mà mình không biết thì mình đánh giống cái phần phiên âm là tired. Thì mình đánh tạm như thế này. Thì như này có nghĩa là sai. Thì mình để xem thì phần mềm nó sẽ sửa cho các bạn. Các bạn cùng xem này. Tired. T-I-R-E-D. Tired. Họ sửa cho mình rồi họ đánh vần từ cho mình. Thì bây giờ mình sẽ đánh đúng vào. Tired. Thì sau khi mình đánh đúng thì mình ấn nút Enter. Thì nó sẽ chuyển sang từ tiếp theo. Ugly. Ví dụ như vậy, bây giờ đến từ ugly thì mình cũng đánh là như này. Mình giả sử là mình không biết thì mình sẽ đánh như này là nó bị sai. Thì khi sai thì phần mềm nó sẽ spell từng chữ một cho mình. Ugly. U-G-L-Y. Ugly. Rồi, sau khi mình đã nhìn người ta đánh vần một lần nữa thì là U-G-L-Y. Ok, thì mình đánh đúng vào thì Mouse. Nó sẽ biến mất. Và cứ như vậy thì các bạn học hết 20 từ vựng trong cái bài học ngày hôm nay. Thì cái phần học này thì sẽ giúp cho các bạn là, thứ nhất là các bạn sẽ nhớ từ này, nhớ thuộc danh từ này, và các bạn biết cách viết này, rồi các bạn nghe được âm thanh nữa. Nó kết hợp rất là tốt. Đó là lý do tại sao mà mình thiết kế ra cái phần Sound to Word Mapping.